Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới của phương tiện giao thông thông qua một số thông tin thú vị. Phương tiện giao thông đa dạng và quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta có xe ô tô, những chiếc phương tiện linh hoạt và tiện lợi cho gia đình. Ô tô giúp chúng ta di chuyển nhanh chóng từ nơi này đến nơi khác. Hãy tìm hiểu về loại xe khác nhau như ô tô chạy bằng xăng, điện, hoặc thậm chí là xe tự lái đang là xu hướng mới. Ngoài ra, có cả xe bus và tàu hỏa, những phương tiện công cộng quan trọng giúp hàng triệu người di chuyển hàng ngày. Chúng không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn giảm tắc nghẽn giao thông. Đừng quên đến với xe đạp, một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe của chúng ta. Điều này làm giảm lượng khí thải và đồng thời giúp cải thiện sức khỏe và tập trung. Cuộc hành trình khám phá về phương tiện giao thông thực sự thú vị. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp các bạn nhỏ hiểu rõ hơn về những phương tiện quen thuộc xung quanh chúng ta. Hãy nhớ luôn giữ an toàn khi tham gia giao thông nhé!